Nam mô Bụt Hài Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, chung những đức nêm mà chúng tôi không được rõ. Mình chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Mình chào quý chánh ngộ là sĩ Không Nhược, sĩ Tâm Hạnh, sĩ Nhược Quỳnh, sĩ Quán Mộng, sĩ Mê Ta, sĩ Không Mai, sĩ Kim. Biết có phải không Huynh Phước Sang, Đạo Hữu Karuna, Sĩ Trầm Mang, Sĩ Thiên Lạc. Xin được thay mặt Duy Tăng truyền Tam Quy và Ngũ Giới đến Đạo Tràng Pháp Hội. Bụt Đăng Sa Lăng Gạch Mi, con đem hết lòng thành kính kính quy Phật. Đồng Măng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sẵn Thắng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đô Tỳ Dâm Vi Bụt Đăng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật làm thị nghì. Đô Tỳ Dâm Vi Đắc Măng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính quy pháp lần thị nghì. Đô Tỳ Dâm Vi Sang Tăng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thị nghì. Tạ Tỳ Dâm Vi Bụt Đăng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Vi Đắc Măng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Dâm Vi Sang Tăng Sa Năng Gạch Chia Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bhutang Saranang Gacchami, đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyampi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tatiyampi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sa rần nắc ra năng nịt thị tăng pháp huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A à, phàn tê dạ xin vâng. Bà na thi bà ta về làm mặt đi sẽ khó có năng tham gia mi còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sư sát sanh a đinh na đai na về làm mặt đi sẽ khó tham gia mi còn xin với những điều học là quy chánh xa sư trộm cắp cà mê sumi cha cha ram về là mà đi sẽ khó với năng sư mà giảm mi còn xin với những điều học là quy chánh xa sư tà hạnh mu sa wa đam về là mà đi sẽ khó với năng sư mà giảm mi còn xin quan những điều học là quy chánh xa sự nói dối sự ra mê ra ma chập ba mai đất hà nam về ra mặt đi sẽ khó với sama mi
Con xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa suy dễ uống rượu và các chất sai. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayama Chappamadatthana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ipmani pancha sikapadani sa thukang katoa ngapamade nanichakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quy giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê, dạ xin vâng. Sile na so ga tin yon ti sile na pho ka sam ba da sile na ne po tin yon ti ta sma si lang vi so tha ye ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhằm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thu lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamange na vande hang pa da pang sung varutamang Bute yo khalito do so buto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang varang. Tham mê yô khá lý tô đô sô tham mô ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang. Sang ghe yo khalito do so sang khô khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sirat ming me bút thách sê thô sà rê bút tô chà đắp khí nê hoa mặn xê mộc gà la nô bù rà tô bù bà tà tế yàn bạch khí mê mà mạ a năn đô kỳ nà sà hoa chà tô đi sà sà măng tà. Lô gà bà la chì in đà đê hoa sà phàm mạ kà yê tê sàng à nú hoa vê nà sà bê phá yào bạc đà hoa nê kà an tà rà yà phì vi nà sàn tú a sê. Sa tô Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Sa Lợi Phất, vai trái kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan Chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, Châu A Lực Pháp Màu.
hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Sakatoa Bodhisattvanango Satango Tamang Varang Hitang Deva Manusa Nang Bodhate Che Naso Thinana Santu Bhagava Sabbe Dukkha Upasamayin Tu Te Sakatoa Tam Maratanang Vo Satang Vo Tamang Varang Parila Upasamanang Tam Mate Che Naso Thinana Santu Bhagava Sabbe Phaya Upasamayin Tu Te Sakatoa Sang Karatanang Vo Satang Vo Tamang Varang Ahu Nay Yang Bahu Nay Yang Sang Khate Che Naso Thinana Santu Bhagava Sabbe Roga Upasamayin Tụ tê, nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Siddhiya Chanaga Tham. Xin tham anh tu xin tham anh tu xin tham anh tu đâm phá lăng hệ ta sư miên ta ta na ta ya sư miên sâm bá sa đà na chê ta sô cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ga tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya va lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te Ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa pe lo ka mi ye sa ta chi wan ta ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân của ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo chuyện cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đàng vô tâm mê pu nhàng a sa wa kha yô wa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hàng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Nhà con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu.
Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pacima ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara ya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe utara ya anudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparima ya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima ya disa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta janit dukha phaya patta ta chani phaya soka pata chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có, xin cho con một tín hiệu. Để con kính nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiện nam chính nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 46. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichet Thako Lo Kasasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Tăng. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, pháp ly phiền não trói trăng, với thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đại lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ quý giác tát sát sát thu nô lô ca nó man thát sa vi na ca rô cô sắc ban nhu bút thóc bát thi phù thi sần nhá tô hoàn đà ma hình tầng na ra phù cha này gia cần.
pháp bảo ví như ánh vàng, Như Lai soi sáng, vẹt màng vô minh, phá tan lầm lạc dụng sinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đảnh cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu quý số thô số bát tát số sa quốc vô sức tha số ca mô quốc ra thầm ma sức kha cô niên đa bát sân sa đi a na đa rô quá rô quanh đa ma hình tầng na ra pu cha này gia cần tăng bảo ban vật đà thâm mộc rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho phong chung nhớ ghi cúng dường. Rất là nát trái giá tệ chê ná sê kha mê ê tu quá tha nằng ta xa bí a nú pha vê ná sá hát xa dê ná sê trả tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tăng hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 46. Quý vị thấy rõ ha. Mình chào sư Kim Nhung vừa đến với pháp hội. Âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không ạ? Vừa hay là lớn? Alo alo. Rồi, nghe vừa ha. Xà thú. Lớn quá thì ồn, mà nhỏ quá thì không nghe rõ. Nghe vừa là tốt rồi. Rồi, câu Phật ngôn 46 trong các phẩm Hoa Bút Pháp Quốc Giá. Phê nụ bắp măng cà giam mi măng quy địch tòa. Phê nụ bắp măng cà giam mi măng quy địch tòa. Phê nụ bắp măng cà giam mi măng quy địch tòa. Rồi, bây giờ qua câu số 2 ha. Ma ri chi tham mang a phi sam buddha buddha no. Ma ri chi tham mang a phi sam buddha no. Ma ri chi tham mang a phi sam buddha no. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Phê nụ bác măng ca giam mi măng quy địch tòa ma rì chi thầm măng a phi sầm bút thà nô. Phê nụ bác măng ca giam mi măng quy địch tòa ma rì chi thầm măng a phi sầm bút thà nô. Phê nụ bác măng ca giam mi măng quy địch tòa ma ri chi thầm măng a phi sầm bút thà nô. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu 3, câu 4. Chết tòa na ma ra sa ba bút phá ca ni. Chết tòa na ma ra sa ba phúc bát ca ni. Chết tòa na ma ra sa ba phúc bát ca ni. Và câu cuối cùng a đa sa năng ma chu ra cha sa ra chê. A đa sa năng ma chu ra cha sa ma chê. A đa sa năng ma chú ma cha sa ra chê. Rồi, bây giờ chúng ta ôm lại câu 3, câu 4. Chết tòa na ma ra sa ba phúc ba ca ni a đa sa năng ma chú ra cha sa ra chê. Chết tòa na ma ra sa ba phúc ba ca ni a đa sa năng mắt chú ra cha sa gát chê.
chế tòa nam ma ra sa ba phục bát đà ni a đa sa năng ma chú ra cha sa ra chế. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Ở đây có hai cách đọc ha. Bây giờ cách đọc thứ nhất: Vê nụ bá măng ca giá mi măng quý đế tòa má rì chí thầm măng á phí sầm bú thà nô chê tòa ná ma ra sa bá phúc bá ca ni a đá sa năng má chú ra chá sa má chê. Vê nụ bá măng ca giá mi măng quý đế tòa má rì chí thầm măng á phí sầm bú thà nô chế tòa nam mà ra sa bá phúc bá ca ni a đa sa năng ma chú ra cha sa ra chê. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ nhất tức là chúng ta đọc hai câu, mà vì cuối câu số hai nó là một trường âm cho nên chúng ta có thể nghỉ ở cuối câu số hai. Rồi còn một cách đọc nữa, quý vị phải có hơi dài thì mới đọc nguyên câu được, còn nếu mà hơi ngắn thì quý vị có thể đọc theo cách thứ nhất ha. À, hơi dài thì đọc một hơi, không biết đọc là nổi hồn. Về nụ bá măng ca giá mi măng quý đi tòa ma rì chí thầm măng á phí sầm bút thà nô chế tòa nó ma ra sa bó phúc bá ca ni a đa sa năng ma chú ra cha sa ra chê. Một hơi quý vị đọc như vậy đó, quý vị chịu nổi không? Thêm một lần nữa ha. Về nụ bá măng ca giá mi măng quý đi tòa má rì chí thầm măng á phí sầm bú thà nô chế tòa nó mà ra sa bó phúc bá ca ni a đa sa năng má chú ra cha sa ra chê. Và như vậy là giọng kinh, trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc ha. Bây giờ qua giọng kệ. Giọng kệ thì bài này cũng khó, nhưng mà là dễ, nhưng mà nó thật là đối với đạo tràng này vị vị nào cũng giỏi, dù cái bài nào khó khăn cách mấy quý vị cũng vượt qua những trở ngại, và nhất là dòng kệ của quý vị thì hay hơn chúng tôi nhiều. Rồi bây giờ chúng ta thử dòng kệ sao. Vê nô ba măng ca gia mi măng quy định tu hòa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha nô chế tua nam ma ra sa ba phum ba ca ni a đa sa năng a đa sa năng ma chu ra chan sa gan chê. Vê nụ bá măng ca gia mi măng quy định tổ hòa ma ri chi thăm măng a vi sam bu tha nụ kế tòa nam ma ra ca bà phum bà ca ni a đa sa năng ma chu ra chan sa gan chê. Biết thân như bột nước, ngộ thân là huyễn, bẻ tiên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Ồ sa thủ sa thủ, xích kiếm nè ha, xích mít ca nè, xích kim nhung, ba vị này tiêu biểu cho đạo tràng của chúng ta hồi nào cũng xung phong đưa tay trước ha. Rồi sa thủ sa thủ, Quỳnh Chánh Ngộ đâu, đưa tay luôn Quỳnh Chánh Ngộ. Trời ơi Quỳnh Chánh Ngộ hồi nào cũng chậm hết trơn ha. Rồi bây giờ hôm nay sao xích mấy ta chậm tay quá, làm xích kim là xích kim nhung mà lên trước rồi. Xin mời nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin cảm ơn sư đã đọc bài Kinh Pháp Cú số 46 này cho tụi con nghe, cho biết rõ cách đọc và cách kể.
Chàng đét ơi, tụi con không có xung phong chỉ móc gì, làm tròn cái bổn phận thôi sư ơi, trước cũng phải trả bài, sau cũng phải trả bài, làm trước đi nghỉ trước, chứ đâu có xung phong, đâu có quay hùng gì đâu sư. Làm cho xong, đã học sư tốn công thức khuya dậy sớm dạy tụi con, thì tụi con phải trả bài đền ơn cho sư. Trời ơi, đọc phải ráng càng ngày càng tốt, càng khá hơn, để không có phụ lòng của sư, thức khuya dậy sớm và cả lụm cụm lè nhè dạy cho tụi con, chứ đâu có gì mà sung phong ngon lành gì đâu sư. Trời ơi, chị phì chết đi thôi, bữa nay cái phone con nó mới, nó thâu không được, nó con phải thử tới thử lui hoài, chán chết nữa. Thôi bây giờ nói nhiều quá, sư nói lăn nào đến con cà kê dê nhọn, đã là mỏi nhọn rồi nó phải dậy rồi đấy sư ơi. Cúc khỉ rồi, quần cúc khỉ à, không có tránh được à. Bây giờ con trả bài cho rồi đi, xung phong mà không xung phong gì, sư gắng nghe coi con có làm đúng không, cái đã có đọc đúng không, bài này khó chết luôn vậy đó. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 46. Penu pamang kha yami mang viditto mari chittham mang apisam putthano chettho nama rasabapukkam kha niadasang makchura chasagacche. Penu pamang kha yami mang viditto mari chittham mang apisam putthano chết thòa nam mà rát sa ba búp pa kha ni a đa sa nặng mắc chú ra chát sa gắt chê. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Pê nu, hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, đích trường âm nhắn, toa trường âm thông thường. Câu số 2, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, chí đoạn âm, thâm trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phí hai đoạn âm, xăm trường âm nhắn, bút trường âm nhắn, tha nô hai trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Thê nụ bá măng khà giá mi măng quý đích thòa má rì chích thầm măng áp phí xâm bút thà nô chách thòa nà rát sa bá búp phá khà ni át đá sa năng mắc chú ra chát sa gắt chê. Phân tích câu số 3. Chết trường âm nhắn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, rát trường âm nhắn, xá đoạn âm, bá đoạn âm, bút trường âm nhắn, phá đoạn âm, kha trường âm thông thường, nhí đoạn âm, câu cúng cùi hay câu cuối cùng, á đoạn âm, das trường âm nhắn, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhắn, chú đoạn âm. Nhiều khi con đọc chữ C này giống chữ tiếng Anh, phải nhớ là che áp, không thôi là sư dũa cho phù mỏ. Ok, phân tích lại. Á đoạn âm, das trường âm nhắn, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhắn, chú đoạn âm, ra trường âm thông thường, chas trường âm nhắn, xá đoạn âm, gắt trường âm nhắn, chê trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài. Và ca kệ ghê quá. Chết thòa ná mà rá sá bá búp phá khà ní á đá sá năng mắc chú rà chá sá gắt chê. Tê nù bá măng khà giá mi măng quý đích thòa má rì chích thầm măng á phí xâm búp thà nô chết thòa ná mà rá sá bá búp kha ni a da sa nang mak chu ra cha sa gat che. Pe nu pa mang kha ya mi mang wi dit toa ma ri che tham mang a pi sam buk tha no che thoa na ma ra sa ba buk pa kha ni a da sa nang mak chu ra cha sa gat che.
Phê nô pha măng kha gia mi măng quy định thoa mà ri chích thăm măng ba si sâm bốc tha nô chết thoa na ma ra sa ba bốc pha kha ni a đa sa năng mắc chú ra chát sa gạc chê. Phê nô pha măng kha gia mi măng quy định thoa mà ri chích thăm măng a phi sâm bù tha nô chẹt thọ na ma ra sa ba búp pa kha ni a đa sa năng mắc chu ra chát sa gắt chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bẻ trên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú số 46 này. Sư cho con ba cái bông đó, sư có nói con sai cái gì không sư? Đừng có cho gượng hồi dũa với sư. Đà, con coi nè. Phe ta sẽ có một mình Hồng Thị Kim Nhung vỗ tay vỗ chân nhị ta, còn mấy người kia không vỗ tay vỗ chân gì vậy? Đà, có thêm một em nữa. Có hai người này. Đó, hai người vỗ tay với chân lại dúng rồi. Rồi cảm ơn, con cảm ơn sư, con có sai gì sư sửa cho con nghe sư. Quý vị đạo tràng thấy tôi có sai gì sửa nha. Bài này không có dễ đọc đúng nha. Dạ con xin cảm ơn. Đó, Hồng Mai nữa, giở tay giở chân để cho trái cây ăn nữa. Trái cây ăn nhiều ngon dữ lắm đó. Con cảm ơn sư và tất cả quý vị đã tặng bông tặng hoa cùng giở tay giở chân. Dạ con mời cô kế tiếp là Hồng Thị Kim Nhung phải không? Sao bữa nay cô Mít Tà không vô trước gì ta, rắc rối gì ta? Dạ con xin trả máy, chúc quý vui vẻ và may mắn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin đọc câu pháp cú số 46 ạ. Phê nô ba măng ca gia mi măng vi dis toa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chết toa na ma rát sa ba búp Vaka ni adat sanang mak chura chat sa gak chê. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Phê nu là hai trường âm thông thường. Bá đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca trường âm thông thường. Giá mí hai đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý đoạn âm đít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, má đoạn âm ri trường âm thông thường, chí đoạn âm thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phí hai đoạn âm, xăm bút hai trường âm, tha nô hai trường âm thông thường. Phê nô ba măng ca gia mi măng quý đít toa Mari chi tham mang a phi sam bút tha nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, rách trường âm nhấn, xá, bá là hai đoạn âm, búp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní đoạn âm, á đoạn âm, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra trường âm thông thường, chát trường âm nhấn, xá đoạn âm, gắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường. Chết tòa na ma ra sa ba búp Vaka ni adat sanang mak chura chat sa gak chê. Con xin đọc lại cả bài. Phê nu ayami mang vi dit toa mari chi tham mang afi sam bút tha no.
chết tòa na ma ra sa ba bút pha ca ni a đát sa năng mặt chú ra chát sa gắt chê phê nụ ba măng ca gia mi măng vi đít tòa ma ri chi thăm măng a phi sam bút tha nô chết tòa na ma ra sa ba bút pha ca ni a đát sa năng mặt chú ra chát sa gắt chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là quyển bẻ tinh hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đít toa ma ri chi thầm măng a phi sam bút tha nô chết tua na ma ra sa ba bup pha ca ni a đa sa nắng mắt chú ra chát sa gặt chê. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin nhường mic cho cô Kim. Dạ, con quên, xin nhường mic cho cô Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, dạ con kính lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đi tòa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chết tòa na ma ra sa ba bô pha ca ni a đa sa năng mắt chú ra cha sa gách chê. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đi tòa ma ri chi thầm măng a phi sam bút tha nô chết tòa na ma ra sa ba bô pha ca ni a đa sa năng mắt chú ra cha sa gách chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin dịch, con xin kể ạ. Con xin sám hối, con xin phân tích. Phê nu là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá mí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, phí là hai đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, bút là trường âm nhấn, tha, nô là hai trường âm thông thường. Phê nụ ba măng ca gia mi măng quy đi tòa ma ri chi thầm măng a phi sam bút tha nô chết là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, ras là trường âm nhấn, xá bá là hai đoạn âm, búp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ní là đoạn âm, á là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường. Chết tòa na ma ra sa ba bô pha ca ni a đa sa năng ma chú ra cha sa gách chê.
Phê nô ba măng ca gia mi măng quy tòa ma ri chi tham măng a khi sam bút tha nô chết tòa na ma ra sa ba bô pha ca ni a đa sa năng mát chú ra cha sa gách chê. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đi toa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha no chê toa na ma ra sa ba bu pha ca ni a da sa năng ma chu ra sa sa gạch chê. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đi toa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha no chê toa na ma ra sa pa bu pha ca ni a da sa năng ma chu ra cha sa gạch chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư, cảm ơn đạo tràng, con xin xuống bích. Thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 46. Phê nu pa măng ca gia mi măng quy đít toa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chết toa na ma rát sa pa pu pha ca ni a đát sa năng mắc chu ra chát sa gác chê. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Phê nu, hai trường âm thông thường, thá bản âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, đít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, chí đoạn âm, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phí hai đoạn âm, sam bút hai trường âm nhấn, tha nô hai trường âm thông thường, phê nu pháp măng ca gia mi măng quy đít toa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, xá phá hai đoạn âm, khúc trường âm nhấn, phá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní đoạn âm, á đoạn âm, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắc trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra trường âm thông thường, chát trường âm nhấn, xá đoạn âm, gác trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, chết tòa na ma rát sa pa pu pha ca ni a đát sa năng mắc chu ra chát sa gác chê. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 46. Phê nu pa măng ca cha mi măng quy đít toa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chết toa na ma rát sa pa pu pha ca ni a đát sa năng mắc chu ra chát sa gác chê. Phê nu pa măng ca gia mi măng vi đi toa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chết toa na ma rát sa pa pu pha ca ni a đát sa năng mắc chu ra chát sa gạc chê. Biết thân như bọt nước, ngọ ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết,
đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú số 46 ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn sư đã cho bài. Tòa Mari chi tham mang afi sam buddha no chết tòa nam ma rasapa buffaka ni adat sanang mat chura chat sa sagat che phe nu ba mang ca yami mang widit tòa mi Mari chi tham mang afi sam buddha no chết tòa nam ma rasapa buffaka ni adat sanang mat chura chat sagat che. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Phê, nu là hai trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca là trường âm thông thường. Giá, mí là hai đoạn âm. Măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm. Đít là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Má là đoạn âm. Ri là trường âm thông thường. Chí là đoạn âm. Thâm âm nhân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á phí là hai đoạn âm. Xâm là trường âm nhấn. Bút là trường âm nhấn. Tha nô là hai trường âm thông thường. Phê nù ba măng cà giá mi măng quý đít tòa Mari chi tham mang afi sam buddha no. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Chết tòa nama rasapa buffaka ni adasanang machura chasagache. Chết là trường âm nhấn. Toa là trường âm thông thường. Ná là đoạn âm. Ma là trường âm thông thường. Ras là trường âm nhấn. Xá, bá là hai đoạn âm. Bút là trường âm nhấn. Phá là đoạn âm. Ca là trường âm thông thường. Ní là đoạn âm. Á là đoạn âm. Đát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mắt là trường âm nhấn. Chú là đoạn âm. Ra là trường âm thông thường. Chát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Gắt là trường âm nhấn. Chê là trường âm thông thường. Chết tòa nam mà rát sa ba búp phát cà ni a đá sa nằng mắt chú ra chát sa gắt chê. Dạ, con xin đọc lại ạ. Phê nù ba măng cà giá mi măng quý đít tòa ma rì chí thầm măng a phi sầm bút thà nô. Chết tòa nam mà rát sa ba búp phát cà ni a đá sa nằng mắt chú ra chát sa gắt chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Phê nu ba măng ca ya mi măng quy đi tòa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô. Chết tòa na ma ra sa ba bùm pha ca ni Ada samang mahat curaca sagace. Venu bamangka yami mang widitwa mari citamang afisam butano. Cetwa nama rahasa babu fakani. Ada samang mahat curaca sagace. Dạ, con đã đọc và kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức,
Con kính đệ sư, đảnh lễ sư Pháp Trang. Con kính đệ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính đệ cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào đạo tràng. Dạ. Cảm ơn đạo tràng đã cho mình được biết và âm thanh rõ. Cảm ơn sư Smita. Cảm ơn sư Trinh Vũ. Cảm ơn sư Hồng Mai. Dạ. Hôm nay con xin đọc và phân tích câu Pháp Cú số 46 ạ. Venu pamanka yami mang viditva mari chitam mang avisam buddhano chattva nama rasababhupaka ni adasanang makchura chasagacche chasagacche. Venu pamanka yami mang viditva mari chitam mang avisam buddhano chê tòa na ma ra sa ba bút pha ca ni a ta sa nang ma chu ra cha sa ra chê a ta sa nang ma chu ra cha sa ra chê. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Vê là nu là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá mí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, đít là trường âm nhấn, tua là trường âm thông thường. Câu số 2, má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phí là hai đoạn âm, sam là trường âm nhấn, bút là trường âm nhấn, tha nô là hai trường âm thông thường. Về nô ba măng ca gia mi măng vi đít tòa ma chi ri tham măng a pi sam bút tha nô. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Chết là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, là trường âm thông thường, ras là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bá là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Và câu số 4, á là đoạn âm, das là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chas là đoạn trường âm nhấn, xá là đoạn âm, gắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Phê nụ ba măng ca gia mi măng vi đít tòa ma ri chi thầm măng a vi sâm bút thà nô chết tòa na ma ra sa ba bút pha ca ni a ra sa ma năng mắt chú ra cha sa gác chê. Về nụ ba măng ca gia mi măng vi đít tòa ma ri chi thầm măng a vi sâm bút thà nô chết tòa na ma ra sa ba bút pha ca ni a da sa nang mắt chú ra ra cha sa gác chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như lầu huyển, bẻ tên hoa của ma, vật vượt tầm mắt thần chết. Đó là bản dịch chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Về nụ ba măng cà giả mi măng vi đít toa ma ri chi thăm măng a vi sam bút tha nô chen toa na ma ra sa ba bum pa ca ni a da sam năng ma chu ra cha sa lăng chê. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Dạ, con có sai mong ngài chỉnh sửa lại giùm con. Dạ, cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, điểm từ xin mời bàn tay của sư Hồng Mai. Dạ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 46. Thề nụ pa măng ca gia mi măng vi đích tòa ma vi chi thầm măng a thi sầm vút thà nô chết tòa na ma a sa pa pup pa ca ni a đá sa năng mắt chú ra cha sa gấp chê. Về nụ pa măng ca gia mi măng vi đích tòa ma vi chi thầm măng a thi sầm vút thà nô chết tòa na ma a sa pa pup pa ca ni a đá sa năng mắt chú ra cha sa gấp chê. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Phê, nu, hai trường âm thông thường. Bá, loãng âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ca, trường âm thông thường. Giá, mí, hai đoạn âm. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý, đoạn âm. Đít, trường âm nhấn. Toa, trường âm thông thường. Má, đoạn âm. Ri, trường âm thông thường. Chít, chí, đoạn âm. Thâm, trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, phí, hai đoạn âm. Xăm, bút, hai trường âm nhấn. Tha, nô, hai trường âm thông thường. Tê, nu, pa, măng, ca, gia, mi, măng, vi, đi, tòa, ma, ri, chi, thầm, măng, á, phí, xăm, bút, tha, nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chết, trường âm nhấn. Toa, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Ma, trường âm thông thường. Ras, trường âm nhấn. Xá, phá, hai đoạn âm. Phúc, trường âm nhấn. Phá, đoạn âm. Ca, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Á, đoạn âm. Das, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Nắc, trường âm nhấn. Chú, đoạn âm. Ra, trường âm thông thường. Chas, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Gách, trường âm nhấn. Chê, trường âm thông thường. Chết tòa ma ma ga sa pa pup pa ka ni a da sa nang mat chu ra chas sa gách chê. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 46. Về nụ pa măng ka ya mi măng vi đít tòa ma vi chi thầm măng a phi sầm vút tha nô chết tòa na ma ga sa pa pup tha ka ni a da sa nang mat chu ra cha sa gat che phê nu pa măng ca ya mi măng vi đít tòa ma ri chi thầm măng a phi sam bút tha nô chết tòa na ma ga sa pa pup pa ka ni a da sa nang mat chu ra cha sa gat che biết thân như bọt nước, ngộ thân là như đẻ tên hoa của ma vừa thần chết. Dạ, con xin kệ ạ. Về nu pa măng ca ya mi măng vi đi tòa ma ri chi tham măng a phi sam vut tha no chet tòa na ma sa pa pum pa ca ni a sa năng ma chu ra cha sa gat che về nu pa măng ca yam vi đi tòa ma ri chi tham măng a phi sam vut tha no chet tòa na ma sa pa pum pa ca ni a da sa năng ma chu ra cha sa gat che. Dạ, con đã đọc kể, phân tích và kể xong. Và có gì sai xin Sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin kính tri ân chị Tâm Hạnh đã post bài, kính mời Tina. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ đại đức Tuệ Đức, Sư Tina, Sư Ca, Tô Thiện Phúng. Chờ một tí ha. Ở đây chúng ta học hỏi lẫn nhau trong cái dòng kinh thì quý vị tuyệt vời, bởi vì quý vị đã phân tích trường âm, đoạn âm và đọc cái dòng kinh rất là chuẩn. Tuy nhiên qua giọng kệ thì trong đạo tràng của chúng ta có một vị mà chúng ta nên theo gương của vị này, bởi vì trong cái giọng kệ
thì quý vị nên chia ra 4, 4, 3, giống như câu đầu tiên 4, 4, 3, và ba câu sau nó cũng giống hệt như vậy, thì chúng ta có được một cái giọng kệ hoàn hảo. Quý vị đọc kệ thì theo cảm hứng, gọi là sao cũng được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vô trong khuôn khổ thì cái giọng kệ của chúng ta sẽ được suôn sẻ. Và trong đạo tràng của chúng ta có một vị mà hiện giờ đã ra khỏi room rồi, không còn nữa, nhưng mà cái vị này đọc theo cái kiểu 4, 4, 3, một cái âm điệu giống như cái câu đầu tiên. Và chúng ta nương theo cái âm điệu 4, 4, 3 thì chúng ta có được một cái giọng kệ hoàn hảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử để cho quý vị coi như nhìn vô đó, để có được một cái cách đọc mà chúng ta theo khuôn khổ đi. Rồi từ cái khuôn khổ đó chúng ta có thể theo cái hồn mình, khổ hồn vô đó, thì gọi là kệ sao cũng được. Để sao mình đọc mình cảm thấy rằng rung cảm hòa nhập thì đó là một sự thành công ha. Bây giờ chúng tôi đọc trước để bất chước theo cái vị kia ha. Nhưng mà trước tiên là giọng kinh ha. Pe nu ba mằng ca ya mi mằng quy đi chi sam chết tòa nam ma ra sa bốc phúc bắc ca ni a ra cha sa chê. Ở chỗ này chữ là chá-sá-rá-chê, quý vị đọc nhanh quá, rồi cái chữ xá này nó như nó biến mất ra chá-sá-rá-chê. Theo dòng kinh thì quý vị đọc cho đọc, nhưng mà bây giờ qua dòng kệ ha, thì quý vị nhớ 4, 4, 3. Bất cứ câu nào nó cũng nằm trong cái khuôn khổ đó, 4, 4, 3. Ca ya mi măng quy định tòa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha no chén tòa nam ma ra sa ba phum ba ca ni a da sa năng man chu ra cha sa gan che vệ nu ba măng ca ya mi măng quy định tòa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha no chế tòa nam ma ra sa ba phum ba ca ni a da sa năng man chu ra cha sa gan che. Như vậy thì quý vị thấy rằng 4, 4, 3, thì cái kiểu mà kệ, cái kiểu đầu tiên á, bởi vì cái câu này nó dài, nó khó, thì chúng ta có thể đọc từng câu một. Cách kệ thứ hai là chúng ta đọc một lần hai câu, và cách kệ thứ ba là chúng ta đọc nguyên câu. Nhưng mà nó dài quá, đọc nguyên câu thì chắc là đứt bóng quá. Thôi thì chúng ta hãy kể theo cái kiểu mà từng câu một, giống như cái bài mà thỉnh Phạm Thiên, Đức Phạm Thiên thỉnh Đức Phật trước Pháp, thì chúng ta đọc từng câu một cho nó dễ ha. Phê nu ba măng ca ya mi măng quy đích tòa ma ri chi thâm măng a phi sam bu tha no chế tòa nam ma ra sa ba phum ba ca ni đa sa năng man chu ra cha sa lan chê. Thì chúng ta chia ra ha, tức là 4, 4, 3. Bởi vì câu hơi dài cho nên quý vị có thể đọc từng câu một ha. Nhưng mà nên nhớ rằng cái âm điệu là một câu lên một câu xuống, để nó nương nhau ha.
Rồi bây giờ quý vị nắm vững được cái cách thức này thì chắc chắn rằng cái giọng của quý vị sẽ vô khuôn khổ. Rồi xin mời Sít Phúng và Sít Tina. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, con xin kính lễ quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp. Phê nô phá măng ca giá mi măng đi đít tòa má ri chi đam măng áp phí xăm bụt thà nô chết tòa ná mà ra sá phá phúc phá ca ni a đá sá năng mắt chú ra cha sa gat che phê nu pa măng ca ya mi măng vi di toa ma ri chi tham măng áp vi sam phut tha no chet toa na ma ra sa pa phup pa ca ni a da sa năng ma chú ra cha sa gat che. Dạ con xin được phân tích. Phê nu hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví đoạn âm, đít trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, chí đoạn âm, thăm trường âm nhấn, mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phí hai đoạn âm, xăm trường âm nhấn, bút trường âm nhấn, tha trường âm, tha nô hai trường âm thông thường. Dạ con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, ras trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, búp trường âm nhấn, phá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní đoạn âm, á đoạn âm, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, chút đoạn âm, ra trường âm thông thường, chát trường âm nhấn, xá đoạn âm, gát trường âm nhấn, chê trường âm thông thường. Dạ con xin được đọc lại. Phê nu pa măng ca giá mi măng vi di tòa ma ri chi thầm măng a vi sam bụt tha nô chết tòa na ma ra sa pa phúc pa ca ni a đa sa măng ma chú ra cha sa gát chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chớp, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con không biết kệ, là con đã đọc xong, con kính tri ân sư, kính tri ân đạo tràng, con xin xuống mít. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 46. Phê nú pháp măng ca giá mi măng quý trí tòa má rí trí thầm măng á phí xăm bút tha thà nô chết tòa nắp mà rá xá pá bút pá ca ní á đát xá năng mắt chút ra chát xác cách chê. Phê nu phê nu pa măng kha yá mi măng vi di tòa ma ri chi tham măng áp phi sam bút tha nô chết tòa na ma ra sa pa pu pa kha ni a da sa năng mat chut ra cha sa ka
Chê. Phân tích câu 1 và 2. P nu hai trường âm thông thường, pá đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca trường âm thông thường, giá mí hai đoạn âm, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, triết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, má đoạn âm, ri trường âm thông thường, chí đoạn âm, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á ví hai đoạn âm, sam trường âm nhấn, sam trường âm nhấn, bút trường âm nhấn, tha trường âm thông thường, nô trường âm thông thường, pe nu phát măng ca giám hít măng quý trích tòa má lý trí thầm măng áp phí sam bút tha nô. Câu 3 và 4. Chết tòa nắp mà rắc xá pháp phát khà nít á đát xá năng mát chút ra chắc xá gắt chê. Chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, rát trường âm nhấn, xá, phá, hai đoạn âm, bút trường âm nhấn, phá, đoạn âm, kha trường âm thông thường, ní đoạn âm, á, đoạn âm, đát trường âm nhấn, xá, đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra trường âm thông thường, chát trường âm nhấn, xá đoạn âm, các trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, chết tòa nắp mà rát xá pá phúc pá khà ní á đát xá năng mắt chút ra chát xá các chê. Thê nu pá măng khà giáp mít măng vít đít tòa má ri chít thầm măng áp phí xâm bút thà nô. Chết tòa nắp mà rát xá pá phúc phá khà ni a đa sa năng mắt trước ra chắc xá cát chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, vẽ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phê nu pha măng khà ya mi măng vì đinh tóa ma rin chi thâm măng a vi sâm vương tha nô. Chen tòa nam ma ran sa pa pu pa kha ni a nên sa năng man chu ra chan sa can chi. Pe nu pa măng kha ya mi măng vi din tòa ma rin chi thâm măng a pin sam pu tha nô. Chen tòa nam ma ran sa pa pu pa kha ni a đen sa năng ba chúng ra chan sa can chê. Dạ con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 46. Phê nu bá măng ca giá mi măng quý đi tòa má ri chí thầm măng á phít xâm bút thà nô chê tòa ná ma rát xá bắp bá bút phá ca ni á đát xá năng mắt chúp ra chá xá. Phê nu bá măng ca giá mi măng quý đi tòa má ri chí thầm măng áp phít xâm bút thà nô.
Phê nu là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ca là trường âm thông thường, giá, mí là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ví là đoạn, ví, đí là hai đoạn âm, toa là trường âm thông thường. Câu số 2. Má là đoạn âm, ri là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, phí là hai đoạn âm, xâm là trường âm nhấn, bút là trường âm nhấn, tha, nô là hai trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Chê toa ná ma rát sá bá búp phá ca ní á đát sá năng má mắt mắt chúp ra chá xá. Chê toa là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rát là trường âm nhấn, xá bá là đoạn âm, búp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ní là đoạn âm. Á, câu số 4, á là đoạn âm, đát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt là đoạn trường âm nhấn, chú là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Phê nu bá măng ca giá mi măng quý đi tòa. Phê nu bá măng ca giá mi măng quý đi tòa má ri chi thầm măng á phí xâm bút thà nô chết tòa nắm mắt chết tòa nắm mà ra sá báp bút phà phát ca ní á đát xá năng mắt chúc ra chá xá. Phê nu bá măng ca giá mi măng quý đi tòa mà má ri chi thầm măng á phí xâm bút thà nô chê tòa na mà rát xá bá bút phá ca ni á đát xá năng mắt chúc ra chá xá. Biết thân như bọt nước. Biết thân như bọt nước ngộ. Thân như là huyễn. Bể tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kể. Phê nu ba măng ca gia mi măng vi đi toa ma ra chi thằng măng a phi sam bồ tha nô chê toa na ma ra sa bát bồ pha ca ni a đa sa năng ma chup ra cha sa gạch chê. Ủa nãy có bài chữ gạch chê con vua con không thấy cái chữ đó nên con không có đọc à. Ác sa sa năng mắt chúp ra giá sa gạch chê. Dạ con đã đọc và phân tích xong rồi, con không có nhìn thấy cái chữ gạch chê nên con xin sám hối với Ngài với đạo tràng ạ. À. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tâm hạnh, ô cô tu nữ phúc hạnh. Dạ nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham ma giá, nam mô Sang kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thị Vũ, cảm ơn Thi Na cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Thể Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật
Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin được trả bài câu pháp quốc kinh số 46 ạ. Về nụ ma măng ca gia mi măng vi đi ta ma rê ki thầm măng a phi sam bụt thà nô chạy ta na ma ra sam ba bước ma ca ni a đạt sa nàng mạt chú ra chạt sa gá chê. Về nụ ma măng ca gia mi măng vi đi ta ma rê ki thầm măng a phi sam bụt thà nô chạy chẹt ta na ma ra sa ba bước pa ca ni a da sa năng mạt chữ á đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm ca trường âm thông thường giá mí hai đoạn âm mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm đích trường âm nhấn toa trường âm thông thường má đoạn âm ri trường âm thông thường chí đoạn âm thông trường âm nhấn mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm á phí hai đoạn âm sâm trường âm nhấn bút trường âm nhấn tô hai đoạn âm về nụ ba măng ca gia mi măng vi đi ta ma ri ki thầm măng á phí sâm bút thà nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chết trường âm nhấn, toa trường âm thông thường, ná đoạn âm, ma trường âm thông thường, rách trường âm nhấn, xá bá hai đoạn âm, bút trường âm nhấn, khóa đoạn âm, ca trường âm thông thường, ní á hai đoạn âm, tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mắt trường âm nhấn, chú đoạn âm, ra trường âm thông thường, chát trường âm nhấn, xá đoạn âm, gách trường âm nhấn, chê trường âm thông thường. Dạ con thấy bàn tay của sư. Dạ con xin được ôn lại cả bốn câu. Về nụ ba măng ca gia mi măng quy đi ta ma rê ki thầm măng a phi sam buộc thà nô chẹt ta na ma ra sa sa búp pha ca ni a da sa năng ma chú ra cha sa gà chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyện bẻ tên hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Và đây là bản chuyển ngữ Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con đọc và phân tích có sai, con cũng thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con. Dạ con thỉnh Đại Đức Trị Đức ạ. Con dích nhân mít đến sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú, câu số 46 ạ. Phê nu pa măng ca yam mi măng vi di tòa ma ri chi tham măng a phi sam bút tha nô chê tòa nam ma ra sa pa búp pha ca ni a da sa năng mắc chú ra cha sa gác chê. Biết thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ tên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Dạ, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin kể ạ. Về nu ba măng ca dạ mi măng vi đi toa mi chi tham măng a phi sam mut tha no che to na ma ra sa pa pa pha ca ni a da sa năng ma chu ra cha sa ga che. Về nu ba măng ca dạ mi măng vi đi toa ma ri chi tham măng a phi sam mut tha no chê toa na ma ra sa pa pa pha ka ni a da sa năng ma chu ra cha sa ga chê. Ve nu ba măng ca ya mi măng vi đi toa ma ri chi tham măng a phi sam bu tha no chê toa na ma ra sa pa pa pha ka ni
Adastanang Machura Chasagache. Dạ, con xin hát ạ. Con xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân để đức thể đức là từ bi cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 46. Dạ, cảm ơn thiền phụ cho nhục mình biết được tín hiệu. Con nghĩ là giờ này chắc không còn bàn tay vị nào nữa rồi, do con nặng sâu quá nên con không biết trong đạo tràng còn vị nào không, nhưng mà con không thấy. Mà bây giờ đồng hồ con đã 5:42 rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi quan hỷ trở lại đạo tràng ạ. Dạ, ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến ngài ạ. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sân Khai. Sa thú. Quý vị rất là tuyệt vời. Phân tích trường âm, đoán âm, đọc giọng kinh rất là chuẩn ha. Rồi bài này khó, giọng kệ cũng khó. Quý vị thấy rất tốt. Hôm nay quý vị thấy khó đến nỗi Sĩ Nhật Quỳnh hôm nay không dám kệ ha, chỉ đọc giọng kinh thôi. Như vậy là chứng tỏ cái bài này khó ghê gớm lắm. Không sao, chúng ta hãy phân tích cái câu này có bao nhiêu từ. Thấy bàn tay sư tử từ đất ha. Rồi. Thấy thì thấy, trách nhiệm bổn phận phải làm xong chứ. Để quý vị đọc theo giọng kệ của riêng mình ha. Nhưng mà hôm nay cái giọng kệ của Sĩ Kim Nhung á, đó là một cái giọng kệ chuẩn. Bởi vì sao? Tính theo những cái từ của từng câu thì chúng ta thấy giống như câu đầu tiên là 4-4-3. Câu thứ hai cũng là 4-4-3. Câu thứ ba cũng 4-4-3. Câu thứ tư cũng là 4-4-3. Thì như vậy thì chúng ta có được một cái giọng kệ hoàn chỉnh. Thì vừa rồi trong room của chúng ta, cái dòng kệ của Sĩ Kim Nhung đã thể hiện qua cái lối 4-4-3. Và chúng ta phân từ để rồi cái dòng đọc của chúng ta nó ổn định. Thì cái câu Phật ngôn này khó chẳng phải dễ, nhưng mà chúng ta học hỏi lẫn nhau ha. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đi tổ hòa Phê nu ba măng ca gia mi măng quy định tổ hòa. Bởi vì cái câu nó dài quá cho nên chúng ta đọc kể theo cái kiểu thứ nhất, kể từng câu một như Siết Mấy Ta ha, kể từng câu một. Còn mà nếu có câu nó ngắn thì chúng ta đọc một lần hai câu. Cái này mà nếu mà chúng ta hơi dài thì đọc một lần hai câu. Và cái kệ thứ ba đọc nguyên câu thì chắc là đứt bóng, không ai đọc nổi. Chỉ trừ ra những cái vị láo luyện thôi, tiền bối thôi. Còn chúng ta hậu bối thì đọc từng câu một ha. Tiền vệ trung vệ ha. Mà không có phòng thủ ha. Quá lãng đãng mây trôi, ở túc ở trên trời ha. Mây trời á, túc ở trên trời nhìn xuống biết hết trơn ha. Tiền vệ trung vệ ha, biết hết. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đọc trôi chảy. Vậy thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Phê nu ba măng ca gia mi măng quy đích tòa. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Phê nu ba măng. Chữ phê nu băng do hai từ cộng lại, tức là phê ná cộng với u ba măng. Phê ná nó là một danh từ nam tính, akran tapum linga. Phê ná có nghĩa là bọt nước.
bọt nước có nghĩa là khi mà nước nó ở trên cao nó đổ xuống à, hoặc là nước chảy mạnh á, thì có một sự dao động nó tung tóe lên những cái bọt, người ta gọi là bọt nước ha. Thì bọt nước nó là một danh từ nam tính ha. Rồi chữ Upamang do cái từ Upama. Upama nó là một tỉnh từ, ví như, lợi như, giống như. Nhưng mà chữ phê ná cộng với Upama nó biến thành phê nu ba măng. Bởi vì Upama nó được chia theo đối cách số ít đô trì giao quy pháp tí e có quá trình á, cho nên Upama biến thành Upama. À, thì phê nu ba măng có nghĩa là ví như bọt nước. Phê nu ba măng ví như bọt nước. À, phê ná cộng với Upama, đây là một cái cách mà trong văn phạm gọi là lopo và sanh thí, gọi là xóa và ráp chữ. À, chữ ná này có khi chúng ta thấy chữ n này dấu chấm ở phía dưới, có khi ở phía trên, nhưng mà chữ ná này chúng ta đọc nó nhẹ hơn là chữ không có dấu chấm ha. À, chữ ná này. Rồi thì thứ hai, Kayamimang. Kayamimang cũng do hai từ cộng lại, tức là Kayam cộng với ý măng. Kayam cộng với ý măng. Chữ Kayam do cái từ Kaya. Kaya là một danh từ nam tính, Akaran Tapung Ninh Ga. Và chữ Kaya này được chia theo đối các số ít đối trị giao vừa phát triển có quá trình á, cho nên ca giá biến thành ca dân. Ca dân có nghĩa là cái thân của chúng ta. À, ca dân, ca giá là cái thân, quá chi là cái khẩu, mát nô là cái ý, thân khẩu ý thì cái thân của chúng ta gọi là ca giá. À, đây chia theo đối cách cho nên ca dân. Ca dân là cộng với ý măng, à, nó thành ra ca gia mi măng. Ca gia mi măng, ý măng có nghĩa là này, ca gia mi măng có nghĩa là thân này. Ca gia mi măng là thân này. Rồi cái động từ phía sau, viditoa. Viditoa đây là một động từ bất biến. Sau khi biết được, sau khi biết rõ, à, động từ này là sau khi biết được, sau khi biết rõ. À, ý nghĩa của câu này là sau khi biết được thân này ví như bọt nước. À, ý nghĩa của câu đầu tiên ha. Phê nù ba măng cà giám bằng quý đức tòa. Sau khi biết được thân này ví như bọt nước. Bây giờ câu số 2. Mari chi tham bằng áp ý sầm bút thà nô. Mari chi tham bằng áp ý sầm bút thà nô. Mari hả? Khi nãy cô tu nữ Phúc Hạnh à, đọc ở chỗ Mari, đọc thành Mari ha. À, thì ở đây Mari chi tham bằng, à, do hai từ cộng lại, tức là Mari Chí và Thâm Măng. Mari Chí nó là một danh từ trung tính, Ý Karan Ta Na Phung Sát Cà Linh Ga. Mari Chí có nghĩa là sự giả tưởng, sự mờ ảo, sự huyễn mộng. Mari Chí là sự giả tưởng, sự mờ ảo, sự huyễn mộng. Rồi chữ thâm măng. Thâm măng do cái từ thâm má. Thâm má là một danh từ nam tính, ác lành ta cùng linh giá. Thâm má có nghĩa là bản chất, mọi vật,
pháp, lời dạy của Đức Phật. Riêng cái chữ tham ma này có trên 70 ý nghĩa. Và tham ma ở đây được chia theo đối các số ít đô trì giá quy pháp thí ê cao quá trẻ ná, cho nên tham ma thành tham măng. Vậy thì hai từ này ráp lại Mari chi tham măng có nghĩa là có bản chất giả tưởng, có bản chất mờ ảo, có bản chất huyễn mộng. Mari chi tham măng. Rồi chưa? Hay là nghe gà gáy rồi con quên. Rồi có bản chất giả tưởng, có bản chất mờ ảo, có bản chất huyễn mộng. Rồi Mari chi tham măng. Rồi bây giờ tới cái từ thứ hai, Abhisambuddhano. Abhisambuddhano tiếp đầu ngữ Abhi là bên trên, rồi thêm một tiếp đầu ngữ nữa là Sang là toàn diện, tự mình. Và ở đây căn ngữ là căn ngữ Bút, Buddha, Buddhano. Thì căn ngữ này có nghĩa là hiểu biết, giác ngộ, thức tỉnh, thấu hiểu. Vậy thì ở đây ở phía Sambuddhano nó đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekavachanavati, thay vì Thana thì nó biến thành Sambuddhano. Abhisambuddhano là trong khi biết rõ, trong khi thấu hiểu, trong khi biết rõ, trong khi thấu hiểu. Sambuddhano. Rồi như vậy thì câu số 2 này, Mari chi tham măng Abhisambuddhano, câu số 2 cho chúng ta một ý nghĩa: trong khi biết rõ nó có bản chất mờ ảo, trong khi biết rõ nó có bản chất sự huyễn mộng. Vì chi tham măng Abhisambuddhano, trong khi biết rõ nó có bản chất giả tưởng hay là mờ ảo hay là huyễn mộng. Rồi bản chất mờ ảo, mờ ảo thì khỏi huyễn mộng, huyễn mộng thì khỏi khỏi có giả tưởng. Rồi bây giờ câu số 3, chết tòa nam ma ra sa bà phúc bà cà ni, chết tòa nam ma ra sa bà phúc bà cà ni. Câu số 3 có 3 từ, chết tòa na là 1, ma ra sa là 2, bà phúc bà cà ni là 3. Chỉ chết tòa na, đây là một động từ bất biến, tức là trong thời quá khứ. Chết tòa na là khi đã cắt đứt hoặc là khi đã đoạn tận, khi đã cắt đứt, khi đã đoạn tận. Rồi từ thứ hai, ma rasa. Ma rasa do cái từ ma ra. Ma ra là một danh từ nam tính, bởi vì ma vương không thể là người nữ. Thì ma ra akranta pundinga. Chữ ma ra này được chia theo sở hữu cách số ít chát thí vì phát thí ekavachana, cho nên ma ra biến thành ma rasa.
Marasa là của ma vườn, của ma vườn, mà ma vườn ở đây là ám chỉ tham sân si mạng nghi tà kiến phiền não vân vân. Cái gì mà bất thiện pháp đó là ma vườn. Rồi cái từ cuối cùng bút pháp bạc ca ni, bút pháp bạc ca ni, giữ bút pháp bạc ca ni, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ bá ở phía trước nó chỉ cho sự nhấn mạnh, thì chữ bá đó nhấn mạnh cho bút pháp. Bút pháp nó là một danh từ trung tính, ác lần ta nó cùng sắc cả linh gá. Bút pháp có nghĩa là hòa, và chữ bút pháp này được chia theo đối cách số nhiều, đối trì giao vì phát tiếp và hữu quá trình a, cho nên bút pháp biến thành bút pháp ca ni. Vậy thì bút pháp ca ni ý nghĩa là những chồi hoa hay là nhiều cánh hoa, những chồi hoa hay là nhiều cánh hoa. Vậy thì câu số 3, Chetva namarasa bhupaka ni, Chetva namarasa bhupaka ni, sau khi chặt đứt những chồi hoa của ma vườn, sau khi chặt đứt những chồi hoa của ma vườn, và câu cuối cùng Adasana Machura Chasasa Gatche, Adasana Machura Chasasa Gatche. Câu này chúng ta có ba từ, Asana là một, Machura Chasasa là hai, Gatche là ba. Adasana, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, không cái gì. Dasana, Dasana nó là một danh từ trung tính, akaran tăng nó bùng sắc linh ga, và chữ Dasana này nó được chia theo đối các số ít, đối trì giao vì phát tí e có quá trình á, cho nên Dasana biến thành Dasana. Dasana có nghĩa là tầm nhìn, việc nhìn thấy, việc trình diễn. Nhưng mà có chữ A phía trước có nghĩa là không. Dasana là sự không nhìn thấy, sự vượt khỏi tầm nhìn. Dasana là sự vượt khỏi tầm nhìn, sự không nhìn thấy. Adasana. Rồi, không nhìn thấy tầm nhìn, vượt khỏi tầm nhìn của ai? Machura Chassa, Machura Chassa. Ở đây chúng ta thấy có hai từ Machu và Ra Chassa. Machu nó là một danh từ nam tính, Ukaranta Pumlinga. Machu là sự chết. Rồi Ra Chassa do cái từ Ra Chá. Ra chá là một danh từ nam tính, ác lần ta phùng linh nha. Ra chá là vua hay là thần, vua chết hay là thần chết. Thì chữ ra chá
à, được chia theo sở hữu các số ít, à, tức là chát thí quỳ phát thí có quá trình á, cho nên ra chát biến thành ra chát xa, à, của vua chết hay là của thần chết, mắt chú ra chát xa, của thần chết hay là của vua thần chết. Chết mà cũng dành nhau nữa ha, vừa thần vừa vua ha. Thần chết là vua thần chết, à, rồi mà chú là cha xa. Rồi cái chữ cuối cùng là gác chê, gác chê, à, đây là một động từ số ít, à, do cái động từ gác chặt tí mà căn ngữ của nó là chữ gầm. Gache có nghĩa là nên đi, nên vượt qua, nên đi, nên vượt qua. Vậy thì Adasanang Machura Chasagache, Adasanang Machura Chasagache, nên vượt khỏi tầm nhìn của thần chết, nên vượt khỏi tầm nhìn của thần chết. Tức là làm sao để thần chết mắt nhắm mắt mở để mình vượt qua ha, à, để cho thần chết tử thần không có nhìn thấy. À, như vậy thì câu Phật ngôn 46 cho chúng ta một ý nghĩa. Sau khi biết được thân này ví như bột nước, trong khi biết rõ nó có bản chất giả tưởng, nên chặt đứt những cái chồi hoa của, à, tái sanh về ba cõi của Ma Vương và vượt khỏi tầm nhìn của thần chết. À, xin lặp lại. Sau khi biết được thân này ví như bọt nước, trong khi biết nó có bản chất, à, giả tưởng, nên chặt đứt những cành hoa của Ma Vương và vượt khỏi tầm nhìn của thần chết. À, Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: thân như bọt nước đầu gần, rỗng không huyễn ảo diệt sinh vậy mà, trượng phu bẻ gãy tinh hoa, vượt lên tầm mắt tử ma khó tìm. Thân như bột nước đầu gần, rỗng không huyễn ảo diệt sinh vậy mà, trượng phu bẻ gãy tinh hoa, vượt lên tầm mắt tử ma khó tìm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ ngủ ngon: thân như bọt nước, ngộ thân như là huyễn, bể tiên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. Biết thân như bọt nước, ngộ thân là như huyễn, bể tiên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết. À, như vậy thì câu Phật ngôn 46 ý nghĩa từ vựng có ai thắc mắc không? Alo, cảm ơn. À, bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha, để hiểu, à, Đức Phật nói cái gì thì mà cái thân như là bọt nước ha, à, thân như bọt nước rồi, à, thức tỉnh, à, biết cái thân này như là huyễn mộng mà, rồi bể trên hoa của ma, vượt tầm mắt thần chết như thế nào. Duyên sự sẽ trình bày cho quý vị rõ. Khi mà Đức Phật ngự tại thành Sa-wa-thi ở trong chùa Kỳ Viên, thì Ngài đã đề cập đến một vị tỳ khưu quán về bào ảnh. Bào ảnh tức là những cái mà coi như làm cho chúng ta coi như lóe mắt, à, tức là cái bột nước nổi lên, nổi cái bột rồi xong rồi đi đường dưới trời nắng chang chang thì chúng ta thấy, à, mắt mờ đi, thấy bông hoa, thấy đom đóm, à,
nghĩa là coi như những cái đó gọi là bào ảnh, những cái đó gọi là huyễn mộng, tức là thấy giống như một giấc mơ chúng ta đương say trong trong đó. Thì có một vị tỳ kheo sau khi thọ giáo đề mục thiền quán nơi Đức Bổn Sư, rồi đi vào trong một khu rừng thanh vắng và lập tâm rằng ta sẽ hành sa môn pháp. Rồi sau một thời gian tinh tấn công phu nhưng mà không đạt được mục tiêu cứu cánh của phạm hạnh, thì cái vị tỳ kheo này mới nghĩ rằng, ồ, chắc ta còn thiếu sót cái gì đây, vậy thì hãy về xin Đức Bổn Sư bổ khuyết. Và thế là trên đường đi về, vị ấy đã trông thấy ảo ảnh phát sanh lên, mới tư niệm rằng, cũng như những cái ảo ảnh phát hiện trong mùa hè, đứng ở xa trông như là có thật, nhưng mà khi đến gần thì chẳng còn cái hình bóng gì cả. Cái thân ngũ uẩn này nó cũng sanh diệt hư ảo như thế mà thôi. Rồi vị tỳ kheo này vừa đi vừa chú tâm quan sát về cái đề mục mà ảo ảnh đó. Khi đi trên đường xa mệt mỏi thì vị đó xuống dưới sông Achiramati để mà tắm. Khi tắm xong lên ngồi nghỉ ở trên bờ, vị tỳ kheo này nhìn xuống dòng nước đương chảy xiết. Và khi cái dòng nước chảy xiết như vậy thì có rất là nhiều bọt nước nó nổi lên rồi nó tan biến. Khi đó vị tỳ kheo này mới nghĩ rằng, ồ, cái thân ngũ uẩn này nó cũng nổi lên rồi nó tan biến giống như cái bọt nước kia vậy. Rồi vì đó lấy cái đề mục bọt nước, nó nổi lên rồi nó nổ, nó tan biến ở trên mặt nước, và lấy đó làm cái đề mục để thăm thiền. Ngay khi đó bậc đạo sư đang ngự trong hương thất, và ngài hôm đó ngài đã quán coi chúng sanh nào hữu duyên nên chế độ, và thấy rằng vị tỳ kheo này đang ngồi trên bờ sông quán niệm về ảo ảnh, và vị này có duyên chứng đắc thánh quả, cho nên Đức Phật ngài xuất hiện và phán rằng, này tỳ kheo, từ ngã này cũng giống như bọt nước bào ảnh, nó có tính sanh khởi và hoại diệt cũng giống như bọt nước đó. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 46 này: Phê nu ba măng ca giá mi măng quý đích tòa ma ri chí tham măng á vi sầm bút thà nô chê tòa nam ma rá sa bó phục bác thà ni á đá sa năng mát chú ra chá sa sa gát chê. Biết thân như bột nước, ngộ thân như là huyễn, bẻ thiên hoa của ma vượt tầm mắt thật chết. Và khi mà Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này, trong cái sự chú tâm của vị tỳ kheo đó, thì vị tỳ kheo đó đã chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích, rồi thốt lên lời tán dương ca tụng kim thân của bậc đạo sư, đảnh lễ ngài rồi lui gót. Thì trong duyên sự này chúng ta thấy rằng dòng nước trôi xuôi bột nổi phình, này thân hiểu hóa kiếp phù sinh, trong năm nhớ lại như tàn mộng, một sớm rời đi đã biệt hình. Tội ác gây nhiều vì ái dục, phước lành tạo ít bởi vô minh. Phải như đại đức vô rừng vắng, gặp Phật thăm thiền đắc quả minh. Như vậy thì câu Phật ngôn 46 duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị suy nghĩ tại sao Đức Phật lại nói thân của chúng ta giống như bọt nước.
ví dụ một cái sự nhanh chóng mà cái bọt nước nó nổi lên rồi nó tan biến. Và cái kiếp người của chúng ta cũng vậy, hôm nay thấy ngày mai chẳng gặp, một cái sự vô thường nó nhanh chóng, một sự vô thường nhanh chóng, tức là chính cái bản thân này giống như bọt nước ha. Rồi mình biết cái thân này, mình thức tỉnh mình biết cái thân này, nó cũng là hai bàn tay trắng, rồi nằm xuống cũng trắng tái, thấy đó rồi mất đó, thấy đó rồi mất đó, cái sự sanh diệt nó nhanh chóng như vậy. Và nhất là đối với thời buổi bây giờ, đương khỏe mạnh hay là mơn mởn phơi phới như vậy, rồi tử thần đến kéo đi, không ai đưa tiễn, thì đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy cái sự vô biệt, vô thường ha. Cái sự ra đi giống như cái bọt nước, mới thấy đó, mất đó. Vậy thì bẻ tinh hoa của ma vượt tầm mắt thần chết. Tinh hoa của ma ở đây ám chỉ cái gì? Đó là tham, là sân, là si. Thì thấy cái sự chết nó đến với những người xung quanh, trên cái thân xác của họ, thì chúng ta sân si còn nổi lên để làm gì? Tiếc ngày sống mai mà tâm niệm ác của chúng ta cũng không dứt bỏ, không quán, không nhìn những người khác và nhìn chính bản thân của chúng ta, thì thấy sân si nghiệp chướng không chừa, mà bo bo mà giữ tương dư làm gì? Cái hình thức đó quan trọng hay không? Mà cái nội tâm của chúng ta tham sân si mạn nghi tà kiến, đó là những cái bông hoa của ma, những cái mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó đẹp nhưng mà thật sự nó là ác bất thiện pháp. Khi mà chúng ta bẻ được những tinh hoa này, tức là làm cho tham sân si của chúng ta nó lặng yên, thì chúng ta nó vượt qua cái tầm mắt của ma vương. Chứ còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta còn bị ma vương chi phối, dưới quyền của ma vương, chúng ta vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Ý nghĩa của Phật môn 46 để chúng ta thấy rằng đối với ngoại cảnh, nhất là hiện cảnh bây giờ, thì chúng ta phải an trú trong pháp, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải có niềm tin, tin nhân, tin quả, tin nghiệp, tin và tuệ giác của bậc đạo sư. Khi mà tâm của chúng ta mà bình tĩnh như vậy rồi ấy, thì khi chết cái đó, chúng ta không có ngại những cái gì nó tới và nó sẽ tới. Chúng ta chỉ biết hiện tại, mà hiện tại là trú, đó là một hạnh phúc. Chúng ta vượt qua những trở ngại, những khó khăn. Rồi, thời gian còn lại, xin mời bàn tay của quý vị có ý kiến về câu Phật ngôn này. Alo, Sa Thủ xin Nhật Quỳnh. Dạ, Sa Thủ đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tri Đức và Từ Bi, Giảng Từ Vựng cũng như Dương Sự Câu Pháp Cú Kinh số 46. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn chị Meta, kính cảm ơn thiện vụ cho Nhật biết được tín hiệu. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng thỉnh Ngài dùng tạm tách nước con đỡ mít và con xin hỏi ạ. Dạ, con nghe Ngài nói cái thời buổi hiện tại thì mình phải biết được ngay hiện tại, mình phải biết tu tập. Nhưng mà con thấy rất là khó bạch Ngài. Lý do thí dụ mình có một người thân ra đi vì bệnh Covid, rồi mình có một người thân đang bệnh Covid, hoặc là bản thân mình đang có triệu chứng, thì mình phải tu tập cách nào để mình thấy không phải của mình. Con thấy không phải của mình rất là khó đối với những người mà có người thân đang bệnh, hoặc người thân đã mắc, hoặc bản thân mình bệnh. Tại vì con hiểu được một điều, ví dụ mình nghe cả thế giới đi,
Ví dụ như bên Ấn Độ đi, chết mà nhìn thấy là coi những cái xác người như khúc cây, họ đào lỗ càng càng gì rồi họ thấy họ nằm mà chồng chất lên nhau, mà những người làm đó thì họ vẫn cười được như thường. Là những người sắp xếp những cái xác đó họ vẫn cười. Nhưng nếu mà cái xác người nhà mình thì làm sao mình cười nổi? Thì ý con hỏi rằng mình tu tập cách như thế nào để khi mình gặp được những hoàn cảnh như vậy để mình có thể được bình tâm và sực bạch ngài. Và con kính nhân mình đến ngài một bài pháp này rất hữu hiệu cho chúng con đang thời hiện tại. Dạ, con kính nhân mình đến ngài. Sà thủ, xin nhật quỳnh. Con phải thở dài mới trả lời được. Hỏi câu hỏi này nó thực tế mà nó khó chứ đâu phải dễ đâu. Quý vị thấy cả thế giới đương đau đầu, nhưng mà một cái hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng ở trong room này, tức là vị nào cũng thuộc cái bài cha ra thầm mồm hít cha rằng anati đồ rợp gia thiết thầm mồm hít gia thình anati đồ marana thầm mồm hít maranan anati đồ. Năm điều quán tưởng quý vị đã thuộc. Thì ở đây cái già này, cái bệnh, cái chết, cái già, cái bệnh, cái chết, mà ở đây nói lên hai vấn đề trước mắt ha. Là cái bệnh gì? Nhiều bệnh lắm, trong đó có bệnh dịch. Mà cái bệnh nó đi tới gần cái gì? Tới cái chết. Thì bây giờ chúng ta học để làm gì? Chúng ta học phải suy nghĩ, phải thực hành, để rồi ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tại mình. Cái gì cũng phải có nhân có quả chứ. Tại sao chúng tôi hay nhắc lại tin nhân quả, tin nghiệp và tin vào tuệ giác của bậc đạo sư? Chúng ta đã quy y, chúng ta đã có nơi nương nhờ, mà nơi nương nhờ đó là Đức Phật. Đừng có nghĩ rằng Đức Phật ngài đã nhập Niết Bàn là ngài đi rồi. Giáo pháp mà Đức Phật để lại chính là thầy của chúng ta. Thầy của chúng ta đương hiện diện qua 6 lần cái tập tam tạng và vẫn duy trì. Và Đức Phật ngài đã nói với ngài Ananda: Yo vô anan dhammaya thammo cha de sito ban nhat to so vô mà mắt chế ye na sa tha. Này Ananda, sau khi mình Như Lai nhập diệt kinh và luật nào Như Lai để thuyết giảng, chính kinh và luật đó là thầy của các người. Vậy thì tam tạng pháp bảo bây giờ vẫn còn, vì thầy của chúng ta đang hiện diện, nhưng mà niềm tin của chúng ta không hướng về ngài, để rồi chúng ta lại sợ thần chết, tức là sợ mất chút mà Rasa này, sợ ma vương ma rá này, để rồi tâm của chúng ta không còn hướng về bậc đạo sư. Cho nên cái năm điều quán tưởng mà quý vị thường tụng đọc, đó là những cái pháp môn để chúng ta quán, để chúng ta thấy những cái vị thiên sứ này đang xuất hiện, và chúng ta tin vào nhân, tin vào quả, tin vào nghiệp. Thì như vậy chúng ta hiện tại là chủ, tức là chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta thấy trước mắt như vậy, nhưng mà tâm của chúng ta có bị động hay không? Thân của chúng ta giàu có bệnh hoạn, nhưng mà tâm có bị bệnh hoạn hay không? Thân của chúng ta đau khổ, nhưng mà tâm có đau khổ hay không? Đó là điều quan trọng. Quý vị thấy rằng, ví dụ như ở trên học, cái vị tích sát thúi thầy, cái vị này coi như bị lỡ lát nè, rồi xương mục rửa gãi nè, và máu mũ chảy ở trên thân xác của ngài, cái đó còn đau khổ hơn cái vấn đề mà Covid này nữa. Nhưng mà duyên lành của ngài được Đức Phật tắm rửa, rồi được Đức Phật coi như là khích lệ sách tấn đúng theo cái tâm lý của ngài,
đúng theo cái pháp môn mà Ngài đã từng tu tập trong quá khứ, để rồi bây giờ nương theo lời của Đức Phật và để chứng đắc thanh quả A-la-hán. Khi cái thân rất là đau khổ, nhưng mà tâm của Ngài có đau khổ hay không? À, thì ở đây cái vấn đề khi mà chúng ta quán và thi thầm mầm hiếp và thình năng nát thị tù, à cái bệnh ha, rồi quán về cái chết, marana thông mầm hiếp marana anati tổ. À, khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì cái chết nó có né chúng ta hay không? À, nó vẫn đến. Và chính Đức Phật, một cái vị toàn giác mà Ngài cũng phải ra đi, thì đối với chúng ta chết sống đó là một quy trình, à đó là một sự đến đi của pháp mà chúng ta phải chấp nhận thôi. À, nhưng mà chấp nhận trong cái sự bình yên, chứ không phải trong sự lo sợ ha. Thì đây là một cái cộng nghiệp mà đừng có nghĩ rằng không có nguyên nhân. Cho nên Đức Phật nói rằng trong bốn sự thật thì cái khổ là cái đầu tiên để cho chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao khổ. Khổ đế, rồi mới tới tập đế. À, khi khổ thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân. Tại sao chúng ta không tìm hiểu nguyên nhân mà cứ nghĩ rằng ai làm tôi khổ? À, người đó ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, người đó gần mình hay là xa mình, người đó quan trái thế nào mà làm tôi khổ? Khi mà tìm ra cái nguyên nhân đó thì chúng ta đang phù đeo rồi, à, đã chết rồi. À, thì bây giờ chúng ta khổ, tìm hiểu nguyên nhân của khổ, à, có nhân có quả. Khi chúng ta hiểu biết rằng có nhân có quả thì chúng ta phải chấp nhận cái nghiệp. Than thở làm gì? À, có ai cứu mình không? Atai atana atango na tho, mình là nơi nương nhờ của chính mình. Mình phải tự gỡ cái rối đó. À, quý vị thấy rằng chính Đức Phật hả? Ngài đã cản vua Acha Tassatu, cản 3 lần thôi. Lần thứ 4 cả dòng họ Sakya bị tiêu diệt. Ác nghiệp trong quá khứ, bây giờ Đức Phật chỉ cản đến lần thứ 3 mà thôi. Bởi vì cộng nghiệp của dòng Sakya, à, cho nên chính Đức Phật mà Ngài đã thể hiện tâm từ. Một lần cản như vậy là 3-4 tháng. À, trong vòng 3-4 tháng đó thì dòng họ Thích Ca trong sự tu tập cũng chứng đắc thánh quả rất là nhiều. Mà 3 lần cản như vậy cũng cả năm trời, à, cũng gần cả năm trời, thì dòng họ Sakya tu tập và chứng đắc thánh quả cũng rất nhiều, chứ không phải là không. Vậy thì chúng ta khi còn hơi thở, à, và chúng ta hãy làm cho hơi thở của mình có giá trị. Người ta chết nhiều quá rồi, à, của cái vật chất, à, cả những cái đại gia, những vị vua chúa, những vị có quyền cao chức trọng, nhưng mà gặp Covid này thì cũng nhắm mắt ra đi một cách lặng lẽ. Vậy thì mình là cái gì? Trước sau gì mình cũng phải chết. Vậy thì mình hãy chọn cho mình một hành trang, một cái tương đương là cái gì? Niềm tin đối với Tam Bảo. Và chúng ta tạo những thiện nghiệp. Bởi khi tạo thiện nghiệp như vậy thì chắc chắn rằng Punya Niparalo Kasmin Patitao Hon Tipa Niềm Năng, tức là cái phước là cái nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. Mình đã nương nhờ vô trong cái phước đó thì chắc chắn rằng cái an vui của mình là nhàn cảnh. Thâm mô hả quê rất là trí thầm má cha vị. Bởi vì pháp bảo hằng hộ trì những người thực hành theo giáo pháp. Mình có niềm tin như vậy thì cái chuyện gì cũng vượt qua. À, yeah, cái bài năm điều quán tưởng này quý vị đã học. À, thì bây giờ quý vị thực hành theo. À, như vậy sự an vui sẽ đến với quý vị. Bây giờ cha mẹ sinh mình ra, nhưng mà cha mẹ có sống đời sống kiếp với mình hay không? Con gà mà khi đủ lông đủ cánh nó cũng phải tách rời cha mẹ,
Thì bây giờ mình phải đi trên đôi chân của chính mình. À, chính vì cái vấn đề đó mình phải tạo nhiều thiện nghiệp. Bởi vì thiện nghiệp đó là hành trang, đó là tư lương trong cái hành trình của nhân của nhân sản, của thiên sản và của thánh sản. Rồi, xin Nhật Quỳnh còn thắc mắc gì không? Hỏi tiếp đi. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài giảng dạy về câu hỏi của con cũng như trong bài học này. Thực sự mà nói, khi Ngài giảng thì con nghe cũng hiểu. Nhưng mà nếu một người mà có cái sự thâm nhập cái bài Năm Điều Quán Tưởng này thì con nghĩ rằng mỗi khi mình có cái điều gì buồn phiền thì mình nhớ lại thì mình rất là đỡ. Dạ, nhưng mà cái sự tu tập mình nó cũng khó lắm bạch Ngài. Dạ, không phải ai đọc kinh rồi cũng hiểu kinh, và ai cũng đọc kinh cũng hành trì theo kinh. Nhưng mà con thấy câu giải đáp của Ngài thì con rất là tri ân. Dạ, con nghĩ rằng trời, con nói vậy Ngài buồn quá, Ngài chạy ra rồi. Dạ, thì con nghĩ rằng thì những người Phật tử trong chung này mong rằng những cái thiện pháp những vị đó đã tạo để cho cái vị đó được có cái tâm bình an. Con thì con thấy có những vị bị vướng bệnh, hay có những vị bị người thân qua đời vì bệnh Covid, thì con chỉ mong rằng cái phước nào con tạo, con xin chia cho cái vị đó, mong vị đó cái tâm bình an. Chỉ có cái tâm mình bình thì mình mới thể vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Còn nếu cái tâm mình mà không bình thì mình không thể nào vượt qua được hết. Và những cái lời chúc xuông thì con thấy không có thành vấn đề trong lúc này. Tại lúc này những cái vị đó tâm rất là dao động. Hỏi Ngài để mong những lời giải đáp của Ngài giúp cho những vị Phật tử đó người ta có được cái tâm bình an. Và khi mỗi lần mà con đọc kinh, tại sao con không đọc Pali? Tại vì nếu mình đọc Pali rồi mà mình đọc tiếng Việt Năm Điều Quán Tưởng thì mình sẽ đọc rất là nhanh, mình không có chú tâm được trong Năm Điều Quán Tưởng. Mà khi con đọc kinh, con không có đọc Pali mà con đọc tiếng Việt không, con thâm nhập tiếng Việt lắm. Mỗi lần con đọc Năm Điều Quán Tưởng này, con nhắm mắt lại, con nghĩ từ điều một nó sẽ đến với mình. Nên lúc nào con cũng vậy, con rất là thâm nhập Năm Điều Quán Tưởng này. Mà con nhớ có lần Nguyên Trang lên đọc kinh mà người nhà Nguyên Trang mất, Nguyên Trang đọc Năm Điều Quán Tưởng, Nguyên Trang cũng đã rớt nước mắt. Lý do vì mình thâm nhập vào lời kinh, mình nghĩ được mình ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Nên câu hỏi của con là con mong rằng những vị Phật tử trong Zoom này đang có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn cho mình, cái tâm mình không có được ổn định, thì nhờ lời giải thích của Ngài, những vị này tâm được ổn định. Và với cái lòng thành thật của Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh xin chia cái phước nào Nhật Quỳnh đã tạo được đến những vị đang đau khổ, mong cho tất cả được bình tâm. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con đã nói hết ý con rồi, con kính nhân mít đến Ngài ạ. Sa thủ xin Nhật Quỳnh. Trong bài Quán Tưởng, Năm Điều Quán Tưởng đó, nhấn mạnh cái đoạn
Cái đoạn này cho chúng ta thấy rõ cái câu ta đây sự chết sẵn dành, không có ai nghe là chết thế cho mình hết, mà cái chết là một cái điều cuối cùng của kiếp sống này. Chẳng qua là lâu chậm, nhanh hay là già hay là trẻ, nhưng mà cái chết là cái điều bắt buộc phải tới, bởi vì hữu sinh hữu diệt. Chính cái vấn đề đó, chính bản thân của chúng ta, thì cái phần mà để dành cho tử thần á, cầm lưỡi hái tới là chúng ta phải đi thôi. Trừ ra Đức Phật Ngài nói khoan, 3 tháng nữa ta mới đi. Nhưng mà mình thì không có hứa với ma vương, không có hứa với tử thần được, mà nó đến bất cứ giờ phút nào là mình phải đi giờ phút đó. Tức là cái phần chết nó sẵn dành cho mình rồi. Bởi vậy cho nên trong cuộc sống còn hơi thở nào, chúng ta phải lạc quan, phải yêu đời. Mà lạc quan yêu đời tức là chúng ta phải thể hiện thiện pháp, chứ không phải là lạc quan yêu đời để rồi vùi sâu trong hưởng thụ rồi ác bất thiện pháp. Mà chúng ta phải sống thế nào thanh thản, khi nằm xuống ngủ một giấc thoải mái, không có mộng mị. Thì đó là cái điều quan trọng. Trong những cái hơi thở chúng ta thấy bình an, thấy nhẹ nhàng, thì đó là những cái giây phút mà chúng ta thấy sống với chính mình. Cho nên cái bài năm điều quán tưởng là một cái điều thiết thực, là một cái pháp môn để chúng ta thấy rằng sống trong hiện tại, mà hiện tại là trú, chúng ta thường quán về những cái điều đó thì chúng ta đâu còn sợ sệt gì nữa. Ra đây sự chết sẵn dành, mình có sẵn phần rồi, không ai dành hết á. Mà cũng có ai nói vậy tôi chết thế cho anh đâu, không có. Cha mẹ cũng vậy, những người thân của mình cũng vậy. Khi mà mình bệnh hoạn, mình ốm đau, có ai nói ê này, chia bớt cái phần bệnh hoạn cho tôi, để cho anh, cho chị khỏe một chút, bớt khổ một chút, có không? Mình khổ mình phải tự nhận chứ, cái nghiệp của mình mà. Cho nên cái vấn đề đối với thực tế thì chúng ta hãy vững niềm tin và sống lạc quan, yêu đời, đừng có bi quan yếm thế. Bởi vì sinh ra làm người là một cái điều khó khăn, giống như một con rùa mà cả trăm năm nó ngóc cái đầu lên, và có một cái lỗ hổng trên một cái khúc gỗ mà nó chui đầu vô lọt như vậy. 100 năm nó mới xuất hiện một lần mà chung cái đầu lên cái lỗ hổng đó. Thì bây giờ kiếp người là một cái kiếp mà hạnh phúc, một cái kiếp sung sướng, khó sanh được làm người. Mà mình làm người tại sao không thể hiện được những cái pháp lành, những cái thiện pháp? Thì như vậy cái phước để mình sanh làm người nó bị tổn giảm đi. Cho nên chúng ta phải yêu đời, phải thực hành thiện pháp nhiều hơn, để chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cái cõi người này. Thì như vậy những cái gì xảy ra xung quanh chúng ta, đó là những cái điều mà chúng ta thực hành theo cái bài mà năm điều quán tưởng, để chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật tuyệt vời. Và câu Phật ngôn này, cái điều mà để chúng ta vượt qua cái tầm mắt của tử thần, của ma vương, thì đó chính là cái tâm của chúng ta giảm thiểu tham, sân và si. Chính tham, sân và si này là tam độc làm cho chúng ta phải luân hồi. Thì như vậy câu Phật ngôn 46 là một bài học để chúng ta liên tưởng đến năm điều quán tưởng để chúng ta tu tập. Vậy thì buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước hạnh chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa, xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh.
những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin ngôi lục vô biên, chư tuệ giác, độc giác và sinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha va thê na sa ti vô hô tu sa ba na. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đại tràng pháp hội thiền nữ trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.